Vâng, thưa quý vị và các bạn, chấm dứt những ngày nắng đẹp, hôm nay ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời đã chuyển nhiều mây, hết hanh khô do không khí lạnh tăng cường. Từ đêm nay ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng vùng đồng bằng và ven biển, gần sáng và sáng ngày mai mùng 9 tháng 12 có mưa nhỏ rải rác, trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở mức là từ 13 cho tới 16 độ, vùng núi cao dưới 10 độ. Khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ hôm nay, nhiệt độ không khí thấp nhất ở Trung Du và miền núi phổ biến là từ 11 cho tới 15 độ. Vùng đồng bằng ven biển là từ 14,5 cho tới 17,5 độ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày đã giảm từ 1 đến 2 độ so với ngày hôm qua và phổ biến ở mức là từ 21 cho tới 23,5 độ. Từ ngày mai, ngày 9 tháng 12, nhiệt độ thấp nhất trên toàn khu vực phổ biến ở mức là từ 14 cho tới 16 độ, vùng núi cao dưới 13 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa sẽ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Với các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết tiếp tục duy trì sáng và đêm trời rét, ngày có nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Tây Nguyên là từ 16 cho tới 19 độ, có nơi dưới 16 độ và cao nhất là từ 24 cho tới 27 độ, có nơi dưới 23 độ. Các tỉnh Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất là từ 22 cho tới 25 độ và cao nhất là từ 29 cho tới 32 độ, có nơi trên 32 độ. Cụ thể thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai sẽ có trong phần tiếp theo của bản tin. Khu vực đồng bằng ven biển, trời nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ vài nơi, trưa và chiều giảm mưa, gió đông bắc cấp 3, trời rét, sáng sớm và đêm rét đậm. Nhiệt độ 15 đến 23 độ, độ ẩm 80 đến 90%. Khu vực Trung Du và vùng núi, trời nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, trời rét, sáng sớm và đêm trời rét đậm. Nhiệt độ 13 đến 24 độ, vùng núi cao có nơi thấp hơn 12 độ, độ ẩm 80 đến 85%. Khu vực thành phố Vinh, trời nhiều mây, có lúc có mưa và mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ 16 đến 23 độ, độ ẩm 80 đến 85%. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, trời nhiều mây, có lúc có mưa và mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 3, trời rét, nhiệt độ 16 đến 22 độ, độ ẩm 85 đến 90%. Trong phần cuối của bản tin là dự báo thời tiết một số tỉnh thành trong cả nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.